Mến chào quý vị và các bạn. Hiện giờ mình đang đi cùng gia đình đến quán ăn khu du lịch sinh thái Phát Đạt cả nhà. Phong cảnh bước vào cửa nhìn thấy đẹp mát mẻ quá cả nhà. Rồi bây giờ mình mời cả nhà mình bước vào bên trong tham quan cùng mình nha. Được, vô rất là rộng rãi. Đây, nhà cổ xưa nè, quá đẹp luôn. Có những cây cảnh ở đây rất đẹp luôn cả nhà mình. Đó. Hai ba cửa là nghe cả nhà. Quán này quán giống như quán sân vườn vậy ha. Rất đẹp luôn. Đây là bán rượu. Khu này là để rượu chân để bán hay gì cả nhà. Để vô đem chia sẻ cho cả nhà mình xem xíu ha. Xong mình vô quán dùng nha. Đó, rượu đủ thứ. Nhưng mà mình không thấy đề tên. Đó, cái nhà này khu để trưng bày. Ồ, ghế đẹp quá. Quá đẹp. Quán này là tên gì mình? Cái nhà mình vô quán này có phục vụ cho cái nhà mình đồ chơi nè. Với đồ gỗ rồi kia, nón nữa ha, nón cũng đẹp nữa nè. Nón này nó làm bằng lá gì vậy chị? Lá dừa luôn cả nhà, đẹp ghê không? Kiểu đẹp ghê không? Vô đây có phục vụ đồ á cả nhà mình. Phải không? Ừ. Có 45. Có nhiêu cái chị? Dạ 45. 45k cái cả nhà. Quá rẻ luôn. Công cán thấy cũng cực mà có 45.000 cái. À. Ngon không? Bán đi chủ yếu cho cho quý khách này kia đến dùng ha. Dùng. Đó, giá cũng nới nha cả nhà mình. Bây giờ vô vô đây ăn này kia ha, muốn mua đồ đây thiếu gì. Đó, móc khóa đồ này kia nè. Rồi thôi, mời cả nhà mình đi tiếp nha. Ở đây những 15k 90k này bằng gì ha, chắc bằng mũ à, bằng mũ bằng nhựa cả nhà. Quầy tô tượng Phát Đạt. Đó, rồi mời cả nhà mình xây xung quanh cây cảnh ở đây, nơi quán đây nè, rất đẹp luôn hết cả nhà, quá rộng luôn cả nhà. Quá sẽ rộng luôn. Vừa đồ cũng mát mẻ luôn ha. Rồi thôi, mời cả nhà mình đi tiếp nha. Kệ lâu lâu liên lần mình vô đây cho sâu xíu cho đẹp. Quay cây cảnh ở đây hết cây cảnh cho nhà mình xem luôn. Đó, đây cũng có bán nhiều đồ thứ nữa nè cả nhà. Mình có mua này kia đi vô ăn này kia mình ghé mình mua ủng hộ. Đó. Đồ đẹp không? Thủ công không hả? Hàng này thủ công không cả nhà mình. Đó, hàng thủ công rất đẹp không? Giá cũng rẻ nữa nha cả nhà, giá nới lắm cả nhà chứ không có mắc nha cả nhà. Quán này phục vụ rất sáng sớm, sáng mấy giờ mới mở cửa em? Sáng như 7 giờ hả? Quán này 8 giờ hả? Wow. Có kẹo dừa nữa nha cả nhà mình, có kẹo dừa Bến Tre nữa nè, có mấy ba kẹo dừa Bến Tre ngon quá. 8 giờ mới mở cửa nha cả nhà mình. 7 mấy 8 giờ thôi, tính 8 giờ đi. Rồi, có lò kẹo Đông Á, công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông Á. Đó, lò kẹo Bến Tre. Rồi thôi, đi mình đi vô. Đi vào. Nhiều thứ nhiều loại quá ha. Có phao, áo phao này kia nữa. Ủa đây chắc có bơi xuồng ghe gì nữa quá. Quầy cho thuê áo bà ba, giá vé 30k. Đá bao gồm áo phao. Vậy là áo phao, vậy là có ghe xuồng bơi nè cả nhà mình. Vậy là có xuồng, ở đây có xuồng nữa nha, xuồng bơi nha. Mướn áo phao 30k. Ngồi đâu con? Phải không? Khu du lịch sinh thái Phát Đạt. Đó. Khu sinh thái Phát Đạt nha cả nhà mình. Ồ, dài thuốc mẹ dưới rộng dữ lắm, rộng cả nhà mình. Giờ tờ chuyển mưa, đang mưa rất gắt rồi. Giờ mình vô núp mấy trong đi. Từ ngoài lộ mình đi vô đây cũng hơi mỏi giò đó. Rất là đẹp. Phong cảnh rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Mình có đi xuồng ghe này kia cũng được. 6 người lớn, 4 trẻ em đi chung với tiệc hồi nãy chị ơi. Rồi chị.
Rồi khi quý khách mình đến khu du lịch sinh thái Phát Đạt này thì có những món trò chơi nhân gian cũng vui lắm cả nhà. Có em cháu này kia mình dẫn đến cho nó vui, vui chơi chèo thuyền và đứng lên cầu dây nhún nhảy này kia ha, rất là vui luôn. Nè, nghe kỹ anh hướng dẫn nè. Đầu tiên muốn chơi được trò chơi này, chúng ta phải bành chân ra hai bên. Đó, bành ra. Xem những trò chơi nhân gian này thấy cũng rất là thú vị. Khi mình ăn bữa xong, bắt đầu mình đi vòng vòng này kia ha, mình khu du lịch sinh thái này mình xem phong cảnh cho nó thư giãn cả nhà. Mình muốn tắm gì tắm, hay là mình muốn xuống thuyền mình bơi này kia thoải mái tùy theo mình. Có phục vụ ca nhạc cho các mình nữa. Rồi sau khi gia đình mình xem những trò chơi nhân gian tại khu du lịch sinh thái Phát Đạt này thì nhân viên đã đem đồ ăn lên. Rồi bây giờ mình mời cả nhà mình dùng cùng gia đình mình nha. Tiếp tục bé số 4 nha. Rồi xin mời bạn số 4 nha. Rồi ngay bây giờ sẽ là một cô gái tiếp theo. Người đẹp Nguyễn Trần Thí Liễu. Hỏi lộn, Nguyễn Trần, hỏi Trần người đẹp Trần Văn Đức. Đến từ 71 Bến Tre, liệu bạn Đức có chinh phục được cái cao hay không? Đức ơi cố lên, ba mẹ đang ủng hộ em, anh đang ủng hộ em, Đức ơi gắn lên. Chào lộ con trai và cái tên đẹp của anh ơi, Nguyễn Trần Đức. Gắn lên, rồi xuống môn luôn Đức ơi. Tiếp tục sẽ là một thành viên tiếp theo đi ạ. Ai sẽ là người tiếp theo ạ? Rồi ngay bây giờ xin mời một cô gái tiếp theo. Người đẹp Cẩm Ly. Cẩm Ly năm nay vừa tròn 18 tuổi. Số đo ba vòng 60 60 60. Và với một sở thích đặc biệt đó là sở thích ăn chuối không lột vỏ. Rồi Cẩm Ly hiện tại đang là một make up. Một bà má xuống luôn luôn. Tiếp tục. Rồi ngay bây giờ xin mời số đo ba vòng cùng 6 đi ạ. Rồi tiếp tục nào. Để nói thành đôi gắn lên lưng lên, đúng rồi, mắt phải nhìn thẳng lên, đúng rồi, đừng có nghiêng nghiêng té chung nào. Rồi thẳng lưng lên xuống nè. Ai dạy Cưng đi cái kiểu đó dạ? Cưng biết là Cưng là con trai không? Đi kiểu đó là hàng họ nè bà con. Quỷ đi kiểu thì còn vậy. Rồi đứng xuống chơi lại, đi kiểu đó là ói về là đau lắm đó nghe. 1, 2, 3 vô rồi, anh chơi luôn anh đi nha. Giờ anh ơi chán lên anh đi ra là tới đó là anh lên đây là anh lụm bà BD đem về luôn. Rồi đó là em. Rồi chuẩn bị 1, 2, 3 thành viên tiếp theo. Xin mời C. Hết vô mấy cưng. Vô nào. Hey. Rồi còn nghe chưa đi thì đi một lượt. Rồi mấy anh bên đây, anh nào muốn đi thì mình ra mình đi luôn nha mấy anh yêu ơi. Hey, tướng đi trên con phố này nè. Một nụ hồng nhìn cho mắt ngài nè. Ông xinh xinh em thích ta màu áo trắng tình em. Mới có hôm nào em còn trên đây nè. Thế nhưng bây giờ em xuống mưa trời chỉ trong nhau. Thì sau lúc chị Văn Đảng ra hôm nay đã tới ngồi cho chị biết một bài hát. Nguyên dễ luôn. Không ăn dễ được. Chưa có no đói. Cái này là cá gì? Cá tầm. Cá tầm hả? Ừ. Cá tầm.
du lịch phát đạt ở điểm 20 giây của chúng mình. Bây giờ có thể vui chơi tự do, khi nào muốn hát lên đây anh có thể mở nhạc cho mình hát nha. Và kính thưa tất cả những thân mến, tại đây bây giờ sẽ sẽ đấu sang một chương trình giao lưu văn nghệ hát với nhau. Quý vị có chuyện nào mình có tên là văn nghệ mình cứ mạnh dạn đăng ký với tất cả các bạn nhân viên gần mình nhất, những cái lúc đó mình yêu nhất ạ. Và hoàn thành cùng với chúng ta thì có một buổi chiều thật là vui vẻ cùng với bạn bè và người thân của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Còn đây là món mực xà, mực nướng sả tế ăn kèm rau cùng kè dưa leo. Rồi mời cả nhà thương thương mình dùng. Ôm cái đờ thấy à. Nè 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 cái ôm không biết ôm sao luôn nè. Nãy đâu ở đây rồi. Chứ khô, trời khó lắm ơi. Khó lắm. Nó trơn dữ hả, phải không? Khó lắm. Nãy chứ lên đó nó không có thằng bằng. Cái này nè, thưa sự cầu nghe mình biết hát bằng không? Mấy cái cầu mọi chủ nhà cũng ngạc nghe chứ mới hát của anh Triều ạ. Và em xin mời tiếng hát của anh Sinh với một nhạc phẩm tự chọn ạ. Vâng, và để tiếp tục chương trình của nghệ em xin mời tiếng hát của anh Sinh ạ. Anh Sinh ơi. Con cơm, cơm chiên ngon không? Ngon hả? Hèn chi. Tê, ngon không? Gấp dữ vậy? Gấp tuột hoài vậy? À, chĩa, con chĩa vô. Chĩa, à, con chĩa nó là dính nè. Chĩa vô đây, ợt lấy đũa con chĩa nó dính. Ai ơi, bóc luôn à. Xin mời chồng đi sân khấu ạ.
Ổn không? Ổn không? Cái gì? Thôi chơi là phải chơi lắm. Cậu ô dân chơi mà sợ dân chơi trời. Cậu ô dân chơi mà sợ. Rồi chuẩn bị. Cho này tự lực cắt sinh, không được hỗ trợ. Đặc biệt bớt la